Bảy cách nhìn người của Gia Cát Lượng giúp bạn thấy rõ người tài, kẻ dở. Bảy cách nhìn người là bảy hạng phẩm chất đặc biệt cần có đủ của một người làm tướng được Gia Cát Lượng đưa ra trong tường Uyển. Nhưng xem ra thì trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay thì nó vẫn có tác dụng ở rất nhiều lĩnh vực. Bảy phẩm chất đặc biệt này có thể khái quát lại là chí, biến, thức, dũng tính, liềm, tín. Một, dùng đúng sai để hỏi nhằm xem xét chi hướng của đối phương. Câu này có ý nghĩa là đưa ra vấn đề đúng sai rõ ràng để hỏi đối phương nhằm xem xét chi hướng của đối phương như thế nào, thái độ có đặc điểm gì, cũng là để xem lập trường của người này. Muốn đánh giá một người có đáng trọng dụng hay không, đầu tiên phải hiểu được cách nhìn nhận của người đó phải tích cực, chính xác hay không. Bởi vì trung thành là điều quan trọng nhất, cũng là yếu tố cơ bản nhất. Kẻ làm tướng nếu như không phân biệt rõ địch và ta thì hậu quả là vô cùng thảm hại. Theo giá các lượng, chỉ là yếu tố đứng đầu. 2. Dùng nhiều câu hỏi để truy vấn xem khả năng ứng biến của đối phương. Đưa ra một vấn đề rồi cùng tranh luận với một người sẽ có thể thấy rõ được khả năng ứng biến nhanh nhạy của một người. Người có khả năng ứng biến giỏi, nhanh nhạy, họ có thể chuyển bài thành thắng, mở một con đường mới cho bản thân và người đi theo mình. Ở vào những tình huống tưởng như không có lối thoát, nhưng họ vẫn tìm ra được con đường. Ba, dùng mưu kế của mình để đánh giá kiến thức của đối phương. Trong công việc kinh doanh, vấn đề con người là vấn đề quan trọng hàng đầu. Có nhà kinh doanh thành đạt cho rằng cách dùng người tốt nhất là ủy quyền và kính đáo xem xét. Tức là cho nhân viên một số quyền hạn để họ có một khoảng không hoạt động nhưng sẽ kính đáo giám sát quá trình làm việc của anh ta. Thứ nhất, xem xét khả năng và hiểu biết của anh ta khi xử lý công việc. Thứ hai, là xem xét thái độ làm việc của anh ta. Thứ ba, là nếu thấy anh ta lệch khỏi quỹ đạo, có thể kịp thời ra tay uống nắng, ngăn chặn tột thất. Bốn, đặt ra những tình huống nguy khốn xem dụng khí của đối phương. Ý nghĩa của câu này là đưa ra những sự tình nguy khốn, khó giải quyết để tìm hiểu dũng khí và khả năng quyết đoán của đối phương. Và điều này rất quan trọng đối với những người làm tướng, những người đứng đầu. Trong hoàn nạn có thể thấy được chân tình, gặp được khó khăn quận, bách sẽ biết được dũng khí và quyết đoán của một người. Đứng trước áp lực, khốn quận ở trước mắt, thách thức ở ngay trước mặt, sự tình biến hóa mới có thể nhìn thấy được dũng khí của một con người. 5. Dùng rượu để xem tính tình của đối phương Cùng một người uống rượu có thể thấy được phẩm tính của một người. Có người sau khi uống rượu lại nhạy mãi không thôi. Còn đối với người này thì đừng nên tiết lộ bí mật gì, đặc biệt là bí mật quốc gia đại sự, bí mật của công ty. Có người uống rượu xong lại không có đủ lực để khống chế bản thân, đánh mất lý trí. Những người này đều là khó làm thành việc lớn. 6. Dùng lợi lộc công danh để xem liêm chính của đối phương Một người quản lý ở công ty lớn chia sẻ rằng khi dùng người hay cần chọn người thân tính, ông sẽ cho người đó nhiều cơ hội làm ở những chức vụ có thể chiếm được những món lợi nhỏ để xem xét sự thanh liêm của họ, từ đó hiểu đúng về bản chất con người mà giao cho họ những trọng trách lớn hơn, những chức vị chủ chốt. Người thanh liêm thường lại có lòng tự trọng cao, biết nhìn lại bản thân mình nên. Làm việc hết mình, không vị tư, cho nên đây cũng là yếu tố rất quan trọng. 7 giao việc và cho đối phương tự hẹn khoảng thời gian sẽ hoàn thành để xem chữ tính của họ Muốn biết khả năng dự trữ tính của một người đạt đến mức nào, đừng ngại dùng cách này. Giao cho họ một công việc và hãy để họ tự đưa ra khoảng thời gian sẽ hoàn thành công việc này. Sau cùng xem thời gian hoàn thành có đúng như thời gian đã hứa hay không. Nếu như họ giữ đúng thời gian như đã hứa, thì họ là người biết dự trữ tính. Ngược lại, nếu như không đúng thời gian đã định, thì thanh tính của người này có vấn đề. Và đương nhiên, chỉ cần dùng một cuộc hẹn cũng có thể nhìn ra sự thành tính của một người. Có thể một lần khó đánh giá, nhưng nhiều lần xảy ra thì phải nhìn nhận lại sự thành tính của người này thành tính là cái gốc của làm người làm việc đó có sự tương thông và là thể hiện của trí huyền bí TV kênh thông tin trần lộc về khoa học huyền bí tiên tri chân yểm lời nguyền bài học cuộc sống hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bài...